会否知迷茫，像战场人潮来难避开发梦，无论你的心多彷徨，无论你被爱多凄怆，仍面对人生跌宕。若强求，如何为理想定前奏？若挽留，谁能敌明你的引诱？谁做到一生都无求？谁后悔一生都拥有？矛盾不惜一切尽走手，如何分清恩恩怨怨？是昨天得到也未够，寻人的他怎可回头？来预计结局是时候，不想回望看，胜负无奈是心扣。Nói rằng khu vực của tôi phá được hai kỷ lục. Cái thứ nhất, nhiều vụ án. Thứ nhì, mức độ phá án thấp quá. Hey, mấy người làm ơn đem hết khả năng ra dùm có được không hả? Còn nữa, lệ phí tất cả bị ngưng hết. Sếp à, lúc này gặp vụ án nào cũng lớn quá, sự chi tiêu phải nhiều chút chứ. Đúng rồi, tiền thì xài hết, thành tích chẳng có một chút nào. Này Dĩ, cái vụ thằng Sập tới đâu rồi? Anh moi bao lâu nay được cái gì? Đã anh em đặt môi đó mà. Ây da, tôi cứ nói tới là bị nhức đầu rồi. Ê, tôi đi ra ngoài làm việc đi. Yes sir. Ây da. Ê, thuốc của tôi đâu mất rồi? Ê, đây nè, tới hôm nào vậy? Ai, bộ muốn đó chết người ta hay sao? Chờ muốn chết nè, một giờ mấy còn chưa chịu thả người ta đi ăn cơm. Nè nè anh Dĩ à, em bố của anh đi ra ngoài hết rồi, mày đi ăn cơm đi nha. Khỏi đi. Nè, đám anh em mua giùm tôi rồi. Anh có giỡn không đó? Ăn toàn cái thứ này hả? Trước sau gì anh cũng trở thành con khỉ khô thôi. Đâu có giống. Anh trước sau gì cũng giống thôi. Nè, cô hai à, tôi chỉ có 55 phút ăn trưa thôi. Nếu bây giờ không đi chắc tôi phải ăn hamburger rồi. Nè, mình đi ăn trưa là phải qua bên eo nước cạn, ngồi ăn mới thoải mái. Được, nếu cần 48 phút mà đi khứ hồi được qua bển lo nước cạn thì cả ăn trưa tôi cũng công bằng. Bộ tưởng đi Apollo hả? Đi đâu ăn đây? Đi đi. Hèn chi cái mặt của bộ dàn khè. Tối ngày ăn ba cái thứ cơm chính phủ này. Cô hai à, như vậy ăn suốt cả đời tôi cũng chịu nữa đó. Nè uống canh đi. Thiệt là quan nghiệp. Một người phải ráng ăn mì ly, còn một người phải ăn cơm căng tin. Muốn ám chỉ gì đây? Bộ rõ mà. Thiệt ra hai người đang suy tư cho đối phương. Cơm nước chẳng lành mà lại tự hành hạ mình nữa. Thiệt là. Cô hai à, mai mốt ăn một miếng canh là hành hạ mình đó hả? Thì từ nay làm ơn xin được cái kéo tôi với ảnh vô để nói chung với nhau nữa. Để tôi ăn một bữa cơm ngon lành có được hay không? Được rồi, được rồi. Tôi không nói thì bầu thoải mái lắm hả? Nè, cũng là cẳng gà nấu đồ phụng nữa hả?
Mình thiệt là không hiểu được bộ tại sao lại thích ăn cái tiết canh này quá vậy hả? Tại vì ngon mà. Ba Hoa nè, uống bức canh trước đi. Canh gà nó đậu bụng, anh thích ăn chứ mà. Sally à, em mới thấy ăn cơm trước mà, qua làm việc đã. Được rồi, anh cầm trước đi. Em như vậy à, canh nước ngọt hay là mặn gì em đâu biết. Anh làm gì mà hối chứ chị? Canh bột ngọt đắt ký chứ lâu em cũng đã uống quen rồi. Canh của anh nấu à nha, nấu 3 tiếng đồng hồ mới được đó. Bộ anh cũng biết nấu canh nữa sao? Đâu có cần phải phí từ giờ như vậy, nấu đại khái là được rồi. Anh làm như vậy cũng muốn em vui vẻ mà thôi. Nếu anh mua dưa đắt ký đem lên thì em cũng thấy vui vẻ vậy. Sao vậy? Chứ em không biết thưởng thức nào. Ok, bây giờ em uống nè. Ngon quá. Em đã có chồng rồi. Ngoài từ em ra, em còn gia đình nữa. Em biết. Cho nên hồi trước em làm ở trong sở. Em biết là anh không có giữ ý, nên em mới đem về nhà làm nè, anh có hiểu hay không? Anh biết. Anh chỉ muốn nghe em đứng cho nhà là văn phòng, chỉ biết ôm hồ sơ thôi, không biết ôm chồng. Đâu phải là hạ khách lắm đâu. Anh dĩ hả? À, ai cũng có quyền lựa chọn cái sống riêng rẽ của người ta chứ. Em đừng quên rằng, em đã có chồng rồi nha. Có chồng rồi, có chồng rồi. Trước khi có chồng anh cũng chỉ biết con người của em là thế nào mà. Em thì không cảm thấy càng ngày em tệ lắm hay sao chứ? Em không cảm thấy nha. Anh dĩ, nếu anh lấy danh từ đám cưới mà sửa đổi cái sống của người khác, em thấy anh quá ngu xuẩn rồi. Cảm ơn em nhắc nhở anh. Anh ngu xuẩn vậy không? Em đã nói, mỗi người đâu có cách sống riêng rẽ hay sao? Phải, nhưng mà em cũng có quyền tuyển chọn người mà không hút thuốc chứ. Hơn nữa, hút thuốc sẽ ảnh hưởng tới đứa con của mình đó anh. Em có mang hả? Ngoài ý muốn, nhưng mà nó sẽ gắn liền đại tình cảm của hai chúng ta. Sally. Chưa vậy? Mới vừa làm ly mì thôi. Làm ơn đi, đừng có ăn ba cái thứ gì vậy hoài. Nè, đồ ăn ngon nấu cho anh nè. À, sao lo cho tôi quá vậy? Ý, đừng có hiểu lầm nha, do bà xã của anh lo cho anh đó. Nè, anh có biết không, bà thấy anh tối ngày cứ ăn ba cái mì ly, nên bà mới nấu súp cho anh tẩm bổ đó mà. Nè, con người của chị bề mặt cứng nhưng mà trong lòng mềm, chỉ còn thương anh lắm đó. Uống canh đi. Cẩn thận nha. Ý như anh có cần phải đỡ em, tự em đi được rồi. Em đừng đi nhanh quá mà. Lúc nào thì em cũng vậy mà. Bây giờ khác chứ, bây giờ em có mang rồi, đóng trong bụng đó, cẩn thận chút hay hơn. Ý giờ được rồi, tự em biết lo cho em. Bà xã nghe lời anh đi, đi chậm lại. Cũng được. Ê ông xã à, anh tính coi mua một lối tả có đủ chưa? Anh làm sao biết, anh đâu có kinh nghiệm. Em cũng vậy. Ha, có nhiều lúc mà đụng sướng quá à, ha. Rõ ràng là trời đã sinh một đôi. Anh tập nó ngọt hồi nào vậy hả? Anh đọc sách mà thôi. Người ta nói người cha như vậy, giờ mình mới được vui vẻ thoải mái chứ. Em vui vẻ không vậy? À, em
nghĩ coi, lần này đứa bé chào đời, em thích trai hay là gái đây? Lát nữa đi khám là biết liền. Ai gọi anh vậy? Sở cảnh sát gọi. Dù án đó còn lâu thôi quá, phải theo dõi nữa. Vậy anh đi làm đi, tự lên xe được rồi. Thôi đi, để lên với em nha. Khỏi cần, việc làm quan trọng hơn. Suốt đời của em cũng vậy à? Tối ngày lấy việc làm là quan trọng. Này, anh đưa em đi nha. Thôi khỏi, anh đi đi. Ha, được được, vậy được. Vậy cẩn thận nha. Ừ. À, bà chẳng, phải cẩn thận mới được nha. Đi về phải cẩn thận đó. Biết rồi. Còn nữa, về tới nhà lập tức gọi anh liền. Ok. Má mẹ, con muốn ăn kem. Đi đi, một lát rồi má mua cho mà. Không chịu đâu. Đừng có nghịch quá mà. Không được, con mua bây giờ đó. Con thiệt là kỳ quá nè, má cho 10 đồng đi mua đi hả? Giật đồ, giật đồ. Giật đồ, bớ cái tay giật đồ. Đứng lại hả? Giật đồ kìa, bớ cái tay. Đứng lại. Đứng lại. Cảnh sát đi, đứng lại. Con mình sao hả? Đã hư rồi. Tại sao? Tại sao biết mình có mang sao liều dữ vậy chứ? Đâu phải giết người cướp của đâu, chỉ giật 10 đồng thôi mà. Em là cảnh sát đó mà. Bắt trộm là thiên chức của mình, đâu có lý do nào thế như vậy mà lại bỏ qua. Nhưng mà em phải biết em có mang chứ. Như vậy thì sao chứ? Chính em cũng đâu có muốn. Anh có biết không, em cần có người tha an ủi em. Em như là người chết đi vừa sống lại. Nhưng mà anh tới đây, anh chỉ lo cho đứa bé thôi. Anh có quan tâm cho em không? Đúng rồi, anh tới đây không phải để thăm em, anh chỉ vì đứa bé thôi. Sally, anh không cần phải giải thích nữa. Hai người sống chung như vậy thực tế không được thoải mái. Bây giờ xong rồi, cả đứa bé cũng mất luôn. Giữa hai người ai làm hại ai? Em nghe nói đi. Anh đi đi. Em không muốn thấy anh nữa. Xin lỗi đó ông, chúng tôi phải kiểm tra cho bệnh nhân. Xin ông vui lòng bước ra ngoài. Nè. Nè nè nè, anh ngơ ngẩn cái gì vậy hả? Uống canh đi. Uống canh của căng tin, ngày nào muốn vậy mà. Cái gì mà canh căng tin chứ, canh này là do thím Hòa nấu đó. Stena, con người say rõ lắm. Người ta là mẹ đầm mà, đâu phải hàng nấu canh như vậy. Tôi nói cổ bây giờ đã trong văn phòng ông Hồ Sơ đúng không? Hey, đúng, canh này thì không phải là của chị nấu. Ê, nhưng mà chị nhắc tôi múc cho anh uống đó nha. Tôi làm cảnh sát bao lâu rồi mà, cô nói dốc hay là không mà tôi biết sao. Có cần tôi điện thoại để cảm ơn cô không? Hey, hai người này thiệt là hảo yếu cô mà, tôi rất là cảm ơn. Hai đứa chúng tôi đã hết cách rồi mà, cô cũng đâu cần tối ngày cứ lo mấy cái chuyện như vậy. Lo trang điểm với cô còn hay hơn. Tôi hiểu rồi, đã quay một lần chưa đủ sao? Đốt ngày đốt đêm chừng nào mới đốt cho đủ đây chứ. Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy nó ông à. Trong bụng tôi thật là khó chịu. Mặc dù mình lượm nó về nuôi, nhưng mà vợ chồng mình cũng nuôi nó lớn vậy. Hay à, vậy thì sao đây? Tới lúc hay gặp mắt nó trợn trắng, tưởng đâu giờ đó rồi.
Nó chết rồi, mà cả quan tài nó cũng không được nằm nữa. Nó nằm trong thùng nước thì là tội. Ê da, bà đừng nói lớn tiếng quá nha, coi chừng bị người ta nghe được đó. Biết rồi. Còn nữa nha, bà đốt lẹ đi rồi đi về á, nếu không để người ta thấy được thì phiền lắm à. Biết rồi. Phương à, thằng Thập nó để lại 7,000 đồng tính sao đây? Đem nó bỏ vô công ngân hàng, cũng như đền đáp công ơn nuôi dưỡng của má đi. Em ngơ ngác cái gì chứ? Hả? Em không biết. Sau khi giết thằng khốn kiếp đó, em thường bị ám ảnh có gì xảy ra. Không có gì, không có gì đâu. Anh đi coi căn phòng đó đàng hoàng chưa, mình dọn cho sớm nha. Tại sao? Tại sao phải giết người? Em đừng có khóc nữa mà. Cái vụ này cả nhà không ai nói ra thì không có ai biết đâu. Thằng khốn kiếp đó chết là vừa rồi, trời sẽ phù hộ cho mình mà. Quỳ à, đừng khóc nữa mà. Đừng khóc. Hết nước rồi. Hết nước rồi à. Hết con sao à. Hết nước rồi kỳ à. Hết nước kỳ quá à. Hết con sao à. Con sao hết nước rồi. Hết nước rồi. Hết nước rồi. Ê, làm cái gì mà ồn quá vậy? Hết nước không cho nữa. Không cho nữa. Hết nước thì thôi mà. Đi vô đi. Thằng này. Phương à, con làm sao vậy? Sao mặt mày xanh mét vậy? Dưới lầu có một nhóm người họ nói lên sân thượng để coi cái bồn nước kìa. Coi bồn nước? Không có được đâu, con phải lên coi sao đã. Cái bồn nước? Ôi trời ơi, kỳ quá hả? Tự nhiên kiểu gì vậy bà Lưu? Đúng rồi cô Sáu, cô lên tiệc đúng lúc nha. Cái bồn nước mặn hư cô đã dư biết rồi. Còn cái bồn nước ngọt nó cũng không có luôn, vậy cô tính sao đây? Đúng rồi, nước ngọt cũng không còn, không lẽ phải xuống lầu gánh nước lên sao? Dạ, theo ý của tôi á, bồn nước mặn và bồn nước ngọt gì cũng dứt khoát sửa lại hết. Mất quá thì mình thêm một chút tiền thôi, cô thấy có được không? À, phải thì phải, nhưng mà... Ê, cô Sáu à, vậy là cô đồng ý chứ gì? Khoan đã, lẽ ra cái chuyện này á, riêng tôi thì dứt khoát đồng ý. Nhưng mà, nghe nói lúc trước thằng con tôi đi dò giá, muốn làm lại cái bồn nước, phải tốn 50,000 đồng. Ây do, sao mà mắc quá vậy chứ, kỳ ghê. Thì bởi vậy, mà cái chỗ đó quen nữa kìa. Tính chung lại, một nhà phải đóng 7,000-8,000 đồng, đậm lắm đó nghe. Ôi trời, sao kỳ quá vậy hả? Nhiều quá, cho nên theo ý tôi, bồn nước mặn đừng có làm. Chẳng thà mỗi nhà có một ống nước ngọt, mạnh nhà nào nhà nấy xài, vừa đơn giản vừa tiết kiệm, mà lại thực tế hơn, chú nghĩ có đúng không? Phải. Nè, tôi có một người thợ quen, nè, kêu nó tới hả, chỉ 1,000 đồng thôi. Vậy sao không chịu dắt ổng tới? Vậy sợ quá hả? Thì được rồi, mình trả xuống đi nha. Được rồi. Ây da, thằng cơ của tôi đâu rồi? Nó sẵn sàng đi chung với tôi lên mà. Cơ, cơ, có khi nào một mình nó xuống ra không? À, mình chia nhau đi kiếm đi. Ờ, chia nhau rồi đi nó đi. Cơ, cơ. Cơ à. Cơ à, con ở đó làm cái gì vậy? Má đi kiếm hết hồn. Ông mày nữa, xuống đây, ở đó làm cái gì vậy? Đi, đi xuống lẹ đi. Không có gì nữa đâu, mình xuống đi ha. Đúng rồi, xuống đi, xuống đi. Con có phải bị thương hay không? Sao máu không vậy? À, phải hả? Con bị chạy heo nào vậy? Hả? Đâu có gì đâu. Để tôi coi đã. Ê, tránh ra. Đâu có gì? Chờ, sao máu nhiều dữ vậy? Ê, thấy ghê quá. Bắt cảnh sát đi. Thôi đi bắt cảnh sát đi. Nè anh ba, ở dưới có gì không? Nè, ở dưới có thấy gì không? Thượng sếp bà đang cho người xuống dưới coi đó. Nè nè, có phải thi ma không hả? Không, không chừng chuột chết cũng chưa hẳn. Không phải chuột chết đâu. Sao mà lại trái tim mang kính quá hả? Tôi nghĩ là 100% là thi ma đó. Ây da, đừng có nói như vậy mà. Họ có moi ra chưa anh? Chưa, anh nghĩ chắc sắp rồi. Chỉ có một tiếng đồng hồ là moi lên được. Nếu mà moi lên được thì đâu có cần sợ cái gì nữa chứ. Hay chà,
tưởng là quăng xuống bồn nước mọi việc em xui rồi. Vậy em muốn bị người ta phát giác nữa à? Hờ. Chẳng lẽ thằng Thạch chết không được siêu thoát? Rồi cố tình giúp người ta mồi nó lên. Má à, anh Thạch à, phải làm sao đây? Hả? Không được đâu, để tôi với thằng Thành về dưới quê lánh trước đã. Thành ơi, Thành, đi. Không biết đâu, ở đây tôi vui lắm. Thì không kiếp vô phòng đi. Chú Vinh à, không lẽ như vậy chú bỏ đi hả? Không thì sao chứ, cái vụ này đâu có liên quan đến tôi, bộ muốn hại tôi luôn hả? Chú là ông trong nhà này, thì chú cũng có trách nhiệm. Chú Vinh, nếu chú bỏ đi như vậy, cảnh sát thì ngờ chú nhiều nữa, kể như chú là hung thủ sao đó. Chú Vinh, tôi biết cái vụ này tôi báo hại tất cả, thì chú kể như là mình ở trong một nhà với nhau, chú giúp tôi có được không hả? Bộ anh nói vậy là được à? Chú Vinh à, tôi dặn xin chú đừng có đi mà, chú đừng có đi. Thôi được rồi, đứng dậy trước đi. Nhưng mà bây giờ tính sao đây hả? Anh Minh trước khi đi qua lục đã có dặn rồi. Nếu như có người tới xét mình, phải bình tĩnh ăn sơi với nhau. Họ lấy khâu cùng thì không có sao đâu. Anh Thạch, tôi nghĩ anh nên kiếm chỗ cho chị Thạch trốn trước đi. Nếu không họ sắp tới, chị không có căn cứ sẵn sàng bị người ta áp giải về trển đó. Anh Thạch à, mình không thể nào dọn qua Sài Gòn được đâu. Anh nghĩ mình nên ở đây để coi cái vụ này thử rồi tính sau. Anh Thạch, em nên làm hại thứ anh? Đâu phải em hại anh hại em thì đúng hơn bắt em phải chịu khổ như vậy. Đi lấy đồ đi, lấy đồ đi. Bé Châu qua đây. Mami à, Mami đi đâu vậy? Má đi khỏi đây vài bữa, con phải nghe lời của ba nói nha, biết chưa? Không chịu, con phải đi theo má. Bé Châu giỏi nè, chỗ má đi cũng không có đi được đâu con à. Con hiểu không? Ngoan hả? Bé Châu ngoan nè, đừng có cản trở má. Què, đại khái lấy gì khác trước đi rồi anh đưa qua em sau nha. Không chịu. 我傻女今日以為你好似上次咁， 俾人嫁翻大陸年幾兩年先翻嚟。 傻女嚟嘅，媽咪唔係翻大陸啊，媽咪探親人知唔知？知你乖啊！佢哋想早啲見媽咪咧，你唔好俾人知道媽咪喺呢度住喎。如果有人問起咧，就話媽咪喺大陸冇翻過嚟，知唔知啊？你早啲見過媽咪。係真㗎。咁媽咪會早啲翻嚟咯喎。媽咪會嘅，知你乖啊！ 差人嚟噶啦！làm phiền cô coi chừng bé Châu giùm tôi. Được rồi, yên chí đi. Bé Châu, con đừng có nhõng nhẽo nha. Phải nghe lời của bà nói. Má mẹ sẽ trở về sớm lắm, con biết không? Thôi đi lẹ đi, họ sắp tới rồi kìa. Đi lẹ đi. Má mẹ. Đi. Má mẹ. Má mẹ à. Đi. Đi, má mẹ về sớm nha, đừng nhũng nhẽo. Đi. Đi nha. Má mẹ. Má mẹ à. Đi. Thiệt là phiền quá, đã xuống ca rồi mà lại bị trên cái bồn nước có vụ thi ma nữa mà còn biểu mình phải tới. Đúng rồi, không biết tối nay không biết giờ nào mới được xuống ca. Anh đứng đó làm cái gì? Thế sếp tụi tôi là người ở đây, muốn đi công chuyện một chút á mà. Anh là dân ở đây hả? Trên bồn nước của nhà anh phát giác ra một tử thi. Chúng tôi muốn hỏi cùng hết mọi người. Anh đừng có đi lạng quạng nha. Dạ, thì tôi đi chút xíu về. Đưa căn cước ra coi. Lẹ lên đi, đưa căn cước đây. Sao anh chị còn chưa đi hả? Tao phải xếp ở đây. Chuyện gì vậy? Chuyện ghê lắm, cái bồn nước ở trên lầu vớt ra tử thi. Có biết người gì không hả? Tôi biết, tóm lại là vụ án lớn lắm. Còn căn cước cô này đâu? Phải xếp thay căn cước hả? Nè. Nè ông anh à, hai anh hết giờ rồi đó. Sếp cũng vậy mà. Thôi chờ nghỉ đi mà, làm cái quay vậy tới giờ rồi, nó con đi. Đi. Thôi mình đi. Đi. Đi, lẹ lên.
báo cáo xét nghiệm về tử thi đã có rồi. Chính thật là nạn nhân ngăn chặn của sếp dĩ Trần Sập. Quả thật là cái thằng khốn kiếp Trần Sập. Tôi đã đoán được từ sớm rồi. Coi cái tướng nó đi là thứ vắng số đó. Căn cứ theo xét nghiệm của báo cáo, trên mình của Trần Sập có rất nhiều vết thương. Tin tưởng là trước khi hắn chết đã vật lộn với người ta. Nhưng mà chỗ gây cho hắn chết là một vật sắc bén dài khoảng 2 phân rưỡi, còn bề sâu thì khoảng 3 phân. Rất có thể đó là một thứ kim khí rất bé nhỏ mà lại bén nhọn tạo ra. Có thể là đinh. Có thể gì? Bị đinh đâm chết. Chết cũng chết lạ hơn người ta. Theo như phòng khám xét thì căn cứ theo tử thi và độ khô của xi măng mà định luật, nạn nhân rất có thể là chết vào khoảng 30 tây tháng 9 tới 3 tây tháng 10 trong khoảng thời gian đó. Vậy thì không phải rồi. 5 giờ chiều ngày 1 tháng 10 tụi tôi có gặp hắn, còn bị nó gạt một số tiền giao tế nữa. Vậy cũng nghĩa là thời gian chết chính xác của Trần Sạp vào khoảng 5 giờ chiều ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 3 tháng 10. Theo như được biết thì cái chỗ đã giấu tử thi chính là bồn nước mặn đã bỏ phí cả năm trời. Đó là một sự trùng hợp. Ngày hôm qua cả cái bồn nước ngọt cũng hư luôn. Người ta vô tình lên coi mới phát giác được. Thần kỳ quỷ quyệt. Hung thủ thiệt nghĩ đã chu đáo lắm. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao hắn chết ở trong bồn nước mặn ở trên chính nhà mình. Cũng đâu có phải tự giận. Cái này mới gọi là ly kỳ đó. Nhà này của tôi có 4 gia đình. Ngoại trừ thằng Minh nó có công việc đi qua lục, tất cả đều có mặt ở đây. Cái anh Minh đó làm nghề gì? Anh lên qua lục để làm gì? Nó lái xe hàng. Nó lên trển hơn 1 tuần rồi. Sự quan hệ giữa bà với anh như thế nào? Cũng đâu có gì. Gặp mặt chào hỏi nhau thôi. Cô biết mà, anh lái xe hàng đâu có thường ở nhà. Anh cũng ít khi về đây lắm. Không có gì đâu. Bà chủ nhà, tất cả đều ở đây hết à? Tất cả đều ở đây. Anh chị, đi xét từ căn phòng coi. Yes, madam. Sếp Dĩ à, sắp xếp lấy khu cùng của mọi người đi. Good, đi. Sao hôi quá vậy? Cái gì đây nữa? Tình dục cứu trái đất. Máy dụng cụ dâm đảng. Sao mà dơ quá vậy? Có ai ngủ đây không hả? Sao bày hay quá vậy con? Thiệt hết nói. Đúng là dâm đảng. Cô Sáu à, đêm 1 tây tháng 10 có gặp thằng con của cô không? Tôi không nhớ. Cái đêm đó tôi ngủ sớm lắm. Nhưng mà anh rời qua đây lúc nào? Tôi nghĩ chắc là trước cái đêm đó. Bác à, bác có gặp Trần Sạp không? Bác có gặp Trần Sạp hay không? Hey, tôi không biết nữa. Cái thằng khốn nạn nó về tới đây đi liền mà. Cô đừng có buồn ổng nha. Con người của ổng tối ngày chỉ biết nghe hồ quảng thôi, còn không có để ý gì đâu. Còn cô có gặp qua anh cô hay không? Dạ không. Bữa đó nghỉ việc tôi đi dạo qua bên khu chim sa. Gần 11 giờ tôi mới về nhà. Lúc đó cả nhà ngủ rồi. Trần Sạp ngủ riêng một mình ở trong buồng. Có khi nào anh ngủ mà cả nhà không biết không? Không đâu, anh ngủ ngái to lắm. Nếu mà anh ngủ ở nhà nhất định biết. Đêm đó khẳng định anh không có nhà. Vào cái đêm hôm đó thì ở nhà có nghe tiếng động gì kỳ lạ ở trên nóc nhà hay không? Cũng như là đánh nhau vậy? Không. Lúc còn sống anh có thù hằn với ai không? Điều này tôi không rõ. À, tôi nhớ lại rồi. Gần đây có mấy ông trò dai á đã từng tới nhà đòi tiền. Họ thiệt là dữ dằn lắm đó. Họ tên là gì? Hình như cái là anh Bỉnh. Đêm 1 tây tháng 5 tôi ở đâu? Bữa đó tôi đi chơi với bạn bè, uống rượu say rồi về nhà ngủ. Cái đêm đó tôi không có gặp hắn, tôi không biết gì đâu. Tôi có thân với thằng Sạp không? Tôi không thân đâu. Cái gì của nó tôi không có biết tới đâu. Bữa đó nhà tôi mua 2 bao xi măng. Hắn nói là để làm bồn nước. Thôi được, cảm ơn chú ha. Em à, đêm hôm đó em có nghe được tiếng gì không? Có. Bà ra. Nó cùng đó mà. Ông thầy hỏi nó mất công thôi. Ông Thạch à, cái đêm xảy ra chuyện ông có gặp Trần Sạp không? Không. Nhưng mà ông có để ý trên nóc nhà có tiếng gì không hả? Cũng không. Thì không hả? Không. Ông quen với Trần Sạp lâu mau? Đâu có bao lâu. Madam. Ông Thạch à,
Má của đứa bé đâu? Bà đang ở dưới quê. Ông thu dọn nhà cửa cũng ngăn nắp quá đó hả? Ông vừa nuôi con lại vừa đi làm, ông thiệt là giỏi quá. Quen thôi. Cô à, cô coi nè, cô coi má mi của em đẹp không hả? Người nào vậy? Cô giống má mi của em quá hả? Đúng rồi, cũng đẹp quá ha. Em bé à, em dễ hay quá, má em chắc cưng em lắm hả? Má mi hứa dắt em đi công viên Hải Dương nè. Năm giờ rồi á, má nó xin phép xuống Hồng Kông để thăm chúng tôi. Có dắt nó đi công viên Hải Dương, nó cứ nhắc hoài à, thiệt là khùng quá. Em bé à, có phải là nhớ má lắm không? Dạ phải. Thiệt. Nó thường nhũng nhiễu với má nó lắm, tối ngày cứ nhắc má nó hoài. Tôi định mai mốt xin được giấy phép tôi dẫn nó về thăm má nó. Ồ, cảm ơn nha. Làm phiền ông quá, chúng tôi xin phép. À, tự nhiên, tự nhiên. À, ông Thạch à, chiếc giấy này là... tôi nghĩ chắc có lẽ kỳ rồi, má nó xuống thăm bỏ quên đó. Không thể nào, nhớ có ông năm rồi mới xuống đi, sao bây giờ mới phát giác ra? Bé Châu à, tối ngày cứ lấy đồ của cô chơi hoài hả? Cô đã nói em bao nhiêu lần rồi? Không đâu, không à. Con chối nữa hả? Con thì không có lấy mà. Con nết, có lỗi thì nhận đi chứ, phá đồ của cô thì nhận đi. À, thôi đi, thôi đi. Nó ham chơi, nó không biết thì thôi. Tôi xin phép nha, madam. Tăng cao xa. Cô xe hả? Chưa biết. Được rồi, chúng ta rút về đi. Tôi đi về đi. Thôi xin phép nha. Xin phép nha. Xin phép. Đi về. Sao anh nói với tôi vậy? Hey, tôi đi vô buồn đi mà. Không vô đâu, tôi phải ngồi chơi. Em à, em có gì muốn nói không? Nói cho anh biết đi. Đâu có đâu, đây này đẹp quá à. Thầy à, đừng có nghe nó nói. Nó khùng đó. Nó khùng đó. Nè em, tôi nói đi. Tôi sắp đi ngủ rồi, không thức dậy, không thức dậy. Ê, vô bụng. Con đã. Dẫn nó về sở cơ sắc. Phải thầy hỏi chứ. Nè, tới đây, tới đây, tới đây, hả? Chú Vinh à, làm việc chú theo luôn. Em Thành ngoan ha. Phải hỏi một chút chứ. Anh cho với em ha. Chờ gì? Cái gì vậy má? Nè, nè, chuyện gì vậy hả? Ai biết chứ, vẫn không là gì anh sao? Thành chạy ngoan ha. Thành chạy à, bữa đó em thấy cái gì nói cho chị biết đi. Thành chạy ngon lắm. Thành chạy thấy bữa đó ở rất có mơ mà. Máu này nhà còn đánh lộn nữa. Sau đó thì sao? Sau đó tôi nhớ coi tôi muốn sửa nữa. Tôi muốn sửa. Mà chị đi mua chai sữa cho đây. Yes, madam. Ông anh à, tôi chỉ muốn sữa sô-cô-la thôi à. Cảm ơn, cảm ơn. Nè, 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 nè. Nè thầy à, đã hỏi nó xong chưa? Nó mát đó mà, đừng có tin nó. Được rồi, người ta biết lo mà. Con của ông á lại đổ sữa nữa kìa. Bắt tôi đi mua sữa chocola đây. Nó còn hay hơn tôi nữa đó. Thành chị à, em hãy cho chị biết đi. Anh Sạp đã về tới nhà rồi hả? Sau đó còn đánh lộn phải không? Thành chị à, ngoan ngoãn nói chị nghe đi, được không? Hello. Làm cái gì vậy? Tôi lạnh quá, tôi muốn bận áo. Đưa tôi đi. Cả thằng Hùng cũng muốn trổi dây với cô nữa. Cô tới thời rồi. Nè, nói gì vậy? Thành chị à, cô phải làm thế anh Sập bị người ta giết chết không? Đâu có. Anh Sập nào, chị Hùng á. Cô
cái gì? Con này nói với người biết. Tôi gọi đi đây. Má đàm à, nó thấp trí như vậy làm sao mà ra tòa làm chứng được. Chú Vinh à, Thành nói bậy không vậy? Có chứ, cũng may là nó mát, tụi cảnh sát bó tay với nó thôi. Tôi nghĩ chắc bữa đó anh Thành thấy hết cả câu chuyện rồi. Nè khốn kiếp, tao đã biểu mày đừng có coi, có cái gì đâu mà coi. Đúng không nè. Ông đừng có giận nữa, miễn là sau này ông giữ nó kỹ, đừng để nó nói bậy là được rồi. Thì đúng rồi, khẩu cung của mình ăn sơ quá, không có gì đâu. Hey, mong thì mong vậy, nhưng mà cứ như vậy hoài, hết hồn hết vía. Nè thằng khùng à, còn không chịu vô buồn. Tôi phải hết hồn hết vía nè. Ngoại trừ căn nhà họ Trương về Hoa Lục rồi, cả tòa nhà tôi đều hỏi qua hết. Ngoại trừ căn nhà của Trần Sạp ra, không có ai thích qua lại với Trần Sạp hết, bao gồm luôn sự chào hỏi. Căn cứ theo dấu vết mà lập luận, vụ án này đúng ra phải ở sân thượng. Theo lời khai của Mạch Vinh mà nói, xi măng ở trên sân thượng đó là do Trần Sạp biểu mua từ lâu rồi. Cho nên cái tên Trần Sạp đó đã hẹn kẻ thù của mình lên sân thượng từ trước, muốn giết người trước rồi luyện xác sau. Ai ngờ đâu không được khéo léo bị người ta giết luôn. Sau đó ẩm cái xác ở trên sân thượng quăng vô bồn nước luôn. Khỏi nghĩ nữa, nhất định là thằng Bính Ma Đầu làm rồi. Nè nè, sao khẳng định như vậy? Phải rồi, nè, má của thằng Sập có nói mấy hôm trước thằng Bính Ma Đầu qua nhà hâm đánh, hâm giết, còn hâm đốt nhà nữa. Chắc chắn là thằng Sập nợ tiền của hắn. Trần Sập định giật luôn, đánh gục hắn. Ai ngờ bị ta đánh gục lại, cho nên bắt buộc phải ám sát nó, bỏ nó vô bồn nước cho em chuyện. Nhưng mà không thể định đoạt được như vậy đâu. Nè, trước khi Trần Sạp báo cho mình biết bị người ta đánh gục, cũng có thể là băng đảng Thuận Đức biết hắn làm ăn tiền, cho nên chỉ cục hắn không chịu chừng. Nhưng mà băng đảng Thuận Đức sau khi làm xong cái dấu vết ở trên khu chim sa chuỗi, có khi nào mua sẵn vé để trở về Hoa Lục? Tôi nghĩ tạm thời không dễ gì kiếm ra họ đâu. Như vậy mình phải bó tay sao? Vậy thì chưa chắc, trước sau gì mình cũng ngoi được. Ok, về cái vụ này mình hãy nên bắt đầu từ Ma Đầu Bỉnh. Đúng rồi, Mạch Trì à, có tài liệu gì của Ma Đầu Bỉnh không? Có. Ma Đầu Bỉnh là anh chị bự của giới cho vay tiền, hắn đi đòi tiền rất lì, ai mà không biết hắn. Vậy thì anh hãy mời hắn tới đây ngồi chơi đi. Khỏi cần mời, chỉ cần hùi vài cái thì cái gì cũng khai hết thôi. Tôi đi nữa, để coi thử anh là cái gì mà ngon vậy. Vì cái đầu của cô, mình tôi là xong ngay. Tôi muốn đi chung nha. Mà Trì à, kiểu cô đi, cho cô rút kinh nghiệm. Nghe rõ chưa, đi đi. Cái gì cũng theo người ta. Nè, cô muốn thực tập chứ gì? Hôm nay để cho cô tự phát huy đó. Nhưng mà dù sao tôi cũng ở đằng sau ủng hộ cô. Cảm ơn nhiều. Anh sợ tôi không xong hả? Xe đi, kêu Ma Đầu Bỉnh ra gặp tôi. Ồ, sư tỷ muốn mượn tiền hả? Mời ngồi. Muốn mượn bao nhiêu tiền? Tôi không phải tới mượn tiền, tôi tới đây chỉ muốn gặp ông chủ của anh đó. Ê, đừng giỡn chơi mà. Mượn tiền có gì đâu mà xấu hổ. Mấy người tôi đặc biệt cho mấy người có phải không hả? Sư tỷ tuổi trẻ duyên dáng như vậy, tôi bớt cho cô 20%. Đúng vậy. Tôi không phải đến để mượn tiền đâu. Tôi nghi ngờ ông chủ có mấy người liên quan đến vụ án mạng. Tôi muốn mời ông về để hợp tác điều tra, nghe rõ chưa? Cái hồn như vậy? Anh Bỉnh. Ê, sao có người đàn bà đập bàn đập ghế vậy? Anh Bỉnh, cậu nói là nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án nào đó, muốn mời anh về sở cảnh sát. Anh là Bỉnh Ma Đầu đó hả? Bộ cảnh sát hoàng gia bây giờ thiếu nhân viên sử dụng, phải sử dụng luôn mấy con hôi sữa về à? Ông nói vậy? Không, ăn à, đi gọi luật sư đi. Dạ. Em tới sở cảnh sát gặp tôi. Dạ. Chơi dây ăn lời, cũng phải mất luật sư làm cố vấn hay sao? Hey, cô nương à, cô đừng nói bậy nha. Tôi có buôn bài đó, tôi làm ăn đàng hoàng, dĩ nhiên được sự bảo vệ của luật pháp. Nếu cô quậy quạng tôi thưa cô đó. Ông làm ăn tới sở cảnh sát liền đi, ông Bỉnh đang ở đó chờ ông. Đi đi. Cảm ơn ông nhiều nha. Trần Sạp có phải là con nợ của ông không? Nó dạy con bao nhiêu tiền? Chúng tôi làm nghề tại vụ, vấn đề của số tiền tuyệt đối với mật. Trước khi luật sư tôi chưa tới đây, tôi không thể nào trả lời được đâu. Ông giữ luật lệ quá hả? Thì đâu cần cho người tới nhà Trần Sạp vừa hâm giết người vừa hâm đốt nhà. À, chị à, chị đừng có chọc quá nha. Con mắt nào của chị thấy tôi giết người đốt nhà? Ông còn chối hả? Người nhà của Trần Sạp nói ông có tới nhà đòi nợ mà. Thiệt buồn cười quá ha. Không còn biết bao nhiêu người tin Bỉnh chưa hả? Bọn mình tôi sao? Bài hát giấc mộng đầu cũng ca sĩ hát có tên Bỉnh mà. Chị à, chị vô hỏi coi kỹ đi. Vừa phải thôi nha Ma Đầu Bỉnh. Tì.
Ma Đào Vĩnh, mày giỏi thiệt. Sư tỷ mà mày cũng chơi à? Nó chơi chút thôi. Nghe nói dạo này mày ngon lắm phải không? Nguyên cái thành Cửu Long mày coi hết, hèn chi quên tụi tao hết rồi ha. Tôi có buôn bài làm ăn đàng hoàng mà. Đúng lục thôi. Vậy sao? Có buôn bài à? Tao dò kỹ hết rồi. Được, sáng mai sếp của mày cho hai em út của mày để đi đòi nợ. Mày biết rồi, mày là một thương gia làm ăn đàng hoàng mà. Không có cảnh sát tụi tao bảo vệ làm sao được. Sếp à, đâu phải rườm rà như vậy chứ. Sếp chơi như vậy vô tình ảnh hưởng tới chuyện làm ăn thù. Không có được đâu. Dân với cảnh sát không hợp tác thì khó làm lắm. Được. Mấy sếp muốn lấy tài liệu thôi mà. Tôi là người lương thiện, hợp tác đi. Vậy mới được chứ. Bây giờ khai đi. Tôi biết. Mấy sếp nghi ngờ tôi giết thằng Sạch gì. Mấy em suy nghĩ kỹ đi hả? Dù là tôi có liều cách mấy cũng đâu có giết người đâu, có phải không? Thứ nhất, không đòi được số nợ. Thứ hai, gây họa vào thần. Tôi đâu có ngu như vậy đâu. Nếu như không tin thì cứ hỏi đồng nghiệp của tôi đi. Ma Đầu Vĩnh làm nghề bao lâu này, có khi nào là mang lỗ vốn đâu. Anh à, đừng có hút thuốc nữa mà, ngộp chết người ta kìa. Ngộp chết một người còn hơn phải buồn chết một người đó. Có quay hồ sơ tùm lum như vậy mà dám nói kiếm được hung thủ sao? Không thì sao chứ. Ma Đầu Bỉnh khai không mất máu cho ông mà chẳng bắt được băng đảng Thuần Đức. Không coi lại hồ sơ, không coi lại khẩu cung. Không lẽ đây mắt nhìn lại mấy cái gì đồ ăn quân. Cô thích coi quá. Coi lên phần của tôi đi. Tự nhiên. Anh có bắt hay không hả? Hai người này thiệt là. Nè quý vị. Morning sir. Có tin này báo cho quý vị biết. Tôi biết rằng cái vụ án này đã làm cho quý vị làm tới bù đầu bù cổ. Nhưng mà đừng tưởng rằng tôi ngồi rung đùi không làm việc gì đâu. Băng đảng ở Thuận Đức đã bị tóm rồi. Sáng mai tôi bí mật sắp đặt đưa nguyên đám trở về Hồng Kông. Thiệt là hay quá, sếp tài tình ha. Cần gì nói, đích thân tôi đi hả? Công an ở trển cũng phải nể tình tôi một chút mà. Sếp quan hay thiệt. Đừng có giỡn đi. Nhưng mà lúc nãy họ nói là không có được khỏe, cho nên bây giờ tôi phải đưa họ đi bệnh viện ngay lập tức. Ba người vô bệnh viện thăm họ chút đi. Nếu không có gì thì đưa họ về đây. Yes sir. Còn nữa nha, hai tên này là căn phạm trọng trọng, các người hãy cẩn thận. No problem. Đi. Hai cái tên Thuận Đức này báo hại tôi lâu lắm rồi. Chắc chắn tôi lấy dao họ để ngâm rượu hổ cốt thù đủ. Nè, nhanh lên một chút được không ạ? Cần gì phải gọn gàng như vậy? Nè, có bị người ta nhìn toàn bộ cho nên cậu mới bị kích động đó. Gì vậy? Làm bộ đau bụng à? Anh ác đi, quả báo liền kìa. Khi nào mà tới lúc quan trọng anh cũng giả đau bụng hết á. Anh này thiệt là. Không phải đâu. Ê, chịu hết nổi rồi. Nè, đi lại đi nha. Nè, lẹ đi nha. Biết rồi. Đúng là người không chín chắn, đáy ỉa hoài. Đi ra. Đi nha. Đừng làm ẩu. Không được nhúc nhích, nếu không tôi đánh ẩu. Buông ra xuống. Im miệng, tránh chỗ khác. Mau. Lẹ lên. Mau xuống xuống. Mau lên. Đừng làm bậy nha. Có gì từ từ nói. Bỏ súng xuống rồi nói chuyện sau. Mau lên. Mau lên. Mau lên. Nhanh lên. Nhanh đi. Nhanh đi. Được. Không thành vấn đề. Tôi quăng xuống qua cho anh. Muốn giỡn chơi hả? Quăng qua lẹ đi. Lẹ lên. Mau đi. Lẹ lên. Quăng đi. Mau lên. Quăng. Lẹ đi. Ngon quá đó Linh. Còn gì nữa? Sếp à, sếp đâu cần tốn thì giờ để hỏi tôi. Nếu mà cái tên Trần Sạp đó do tôi giết, tôi nhất định nhìn nhận. Tối nay ăn được cơm giang hồ như vậy, không làm chuyện mất nghĩa khí đâu. Phải. Thằng Háp Chảy là anh em tôi giết. Còn tiệm vàng ở bên Chim Sa, sòng bạc ở khu Giàu Mè và phòng tắm hơi Hòa Lan
đều do băng của tôi làm. Sếp à, sau khi tôi ăn cướp rồi, tôi còn phải đi cho kịp chuyến tàu để trở về trển nữa chứ. Tôi đâu có còn thời giờ để đi với cái thằng sạp chảy. Nè, thế nào, thế nào? Thế nào hả? Tất cả công nhận, nhưng không nhận với sạp chảy.无论你的心多彷徨，无论你被爱多凄怆，仍面对人生跌宕。若强求，如何为理想定前奏？若挽留，谁能敌明你的隐忧？